Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến, trúng số đổi đời, tài lộc ùn ùn đổ về như thác lũ, đổi đời xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Vận may ập đến, tiền bạc ùa về. Đúng 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch 2024, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, phát tài cực mạnh, trúng số liên tiếp, 100 tỷ cầm tay, giàu có nhất vùng thiên hạ. Quý anh chị thân mến, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý anh chị đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại anh chị Giáp Dần 1974. Hy vọng những thông điệp được truyền tải đến quý anh chị ngay sau đây sẽ phần nào giúp anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Và trước khi đi vào nội dung chính, thì Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý anh chị Giáp Dần 1974 đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của quý anh chị sẽ góp phần lớn lao đến đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi, công đức vô lượng này. Xin được hồi hướng đến toàn thể quý anh chị đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video. Và kênh Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật và cô đọng chắt lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý bản mệnh về tử vi 12 con giáp, cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác để mang đến cho quý anh chị những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trong quá trình truyền đạt thông tin thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót. Và nếu có chỗ nào không phải, thì mong quý anh chị Giáp Dần 1974 thông cảm, hoan hỷ và đồng hành, cũng như góp ý kiến để Minh Đường Tử Vi cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, để giúp ích cho đời và cộng đồng Tử Vi Việt ngày một phát triển. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của anh chị. Và ngay sau đây, không để anh chị Giáp Dần 1974 phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý anh chị cùng lắng nghe. Kính thưa quý anh chị, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 thân mến, dựa theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy tử vi cho biết, thời điểm 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch 2024, con giáp tuổi Giáp Dần, nếu như mệnh chủ biết và nắm bắt được cơ hội này, thì có thể đổi vận, đổi đời, giàu sang, hưng vượng đến vài năm sau. Vậy, vận trình cụ thể 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch này, tuổi Giáp Dần sẽ gặp được những may mắn nào, hay gặp phải những vận hạn ra sao? Xin mời quý anh chị cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi và lắng nghe những luận giải chi tiết ngay sau đây. Trước tiên, chúng ta cùng điểm nhanh qua tính cách của người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Người tuổi Giáp Dần tượng trưng cho sự uy quyền và tính liều lĩnh, thích mạo hiểm, thích làm những việc động trời để khiến mọi người phải chú ý tới. Tuổi Giáp Dần có tính tập trung cao, khi họ đã làm việc gì thì quên hết mọi thứ xung quanh, luôn đem hết tất cả sức lực và tinh thần mà hành sự một cách thông minh, có tầm nhìn xa, rộng. Giáp Dần khi còn trẻ ham muốn học hỏi, thông minh hơn bạn bè cùng trang lứa, càng trưởng thành họ càng đam mê tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ ở xung quanh. Nếu phải lựa chọn giữa cuộc sống an nhàn bình yên, tầm thường với cuộc sống xa hoa sung sướng, thì Giáp Dần sẽ đấu tranh để hướng tới cuộc sống xa hoa, uy quyền. Giáp Dần 1974 là người không bao giờ ngần ngại lùi bước trước khó khăn, nghịch cảnh. Quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu. Giáp Dần vẻ bề ngoài mạnh mẽ cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là người sống giàu tình cảm. Họ rất thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông tuổi Hổ luôn năng động, nhiệt tình,
nổi bật thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Dường như người này luôn lạc quan yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống bình thường. Người này khá hài hước và hiền lành, nhưng mỗi khi nóng giận nổi lên thì sẽ khó có thể kiềm chế được bản thân mình. Không ít lần cơn nóng giận ấy khiến cho họ mắc phải những sai lầm không đáng có một cách nghiêm trọng. Suy cho cùng, đó đã là bản chất của Giáp Dần rồi, nên khó có thể khắc phục được. Giáp Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị. Họ sẽ không làm những công việc tầm thường vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Những chú hồ học hỏi rất nhanh, có thể nắm bắt mọi thứ trong chớp mắt. Họ có thể dễ dàng chuyển từ công việc này sang công việc khác cùng lúc trong suốt cuộc đời mình. Giáp Dần đổi việc rất nhiều, họ thấy vui vẻ trong những vai trò khác nhau và làm tốt nhất khi phải gánh trách nhiệm trên vai, quyết đoán và dũng cảm. Nên tuổi Giáp Dần sẽ chẳng bao giờ lùi bước trước thử thách. Nơi đâu có hiểm nguy khó khăn thì hổ sẽ lao vào khi người khác trùng chân tìm lối khác. Hổ cũng vượt lên trên đương đầu, và khi không ai dám bảo vệ kẻ yếu, những người bị áp bức chấn áp bị chối bỏ, thì với lòng quả cảm không hề e dè hay sợ sệt, sẽ của những chú hổ cầm chắc tay kiếm lao vào kẻ địch. Giáp Dần mang đầy tính nhân ái, hổ dù mạnh mẽ nhưng trái tim luôn nồng cháy, cởi mở và chân thành. Giáp Dần luôn đấu tranh cho quyền lợi của mình và những người mà họ yêu thương. Họ là những người khó đoán và chưa bao giờ được đánh giá một cách đúng mức. Họ thích nghi nhanh và luôn là người dẫn đầu trong mọi cuộc chơi. Đó là những người thẳng thắn, trung thực, công bằng, luôn thể hiện những mặt tốt đẹp của mình với những ai quen biết. Họ tôn trọng truyền thống là một trong những nét tính cách đặc trưng của người tuổi Giáp Dần. Khi mà có một ai đó làm trái ý hay gây hại cho người tuổi Giáp Dần, thì người đó hãy cẩn thận, bởi Giáp Dần có tính thù dai. Lòng oán hận có thể khiến họ làm bất cứ việc gì, dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Giáp Dần là những con người thời hiện đại, nhưng không bao giờ đi ngược lại với văn hóa truyền thống. Họ rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ cho mọi người. Nhưng một khi danh dự, lòng tự trọng của họ bị xúc phạm, thì Giáp Dần sẽ căm ghét, ôm lòng thù hận người đó. Họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân. Bởi vậy mà người này luôn cố gắng phấn đấu chăm chỉ làm việc, thời gian rảnh rỗi của họ là rất hiếm. Giáp Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi. Điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi này có thể nhìn nhận phân tích vấn đề một cách logic, khoa học. Ít khi họ mắc phải những sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Những việc người khác không làm được thì Giáp Dần lại giải quyết nhanh chóng. Lý do bởi họ không bao giờ sợ hãi khuất phục trước công việc khó khăn nào. Họ coi trọng danh dự và chữ tín của mình, có trách nhiệm với công việc và mọi người xung quanh. Chính vì thế, Giáp Dần thường hay ra tay bảo vệ những con người yếu đuối khổ cực. Giáp Dần rất mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị, quyền lực trong tay. Cuộc đời người tuổi Giáp Dần khá thăng trầm, khi lên voi lúc xuống chó, bởi lúc nào họ cũng thấy bất mãn, không vừa ý với chính mình. Hồ ở phương Đông là tượng trưng cho quyền lực, nhiệt tình và mạnh bạo. Họ cũng là một người vui tính, ưa kết bạn, thu hút sự chú ý của mọi người và rất khó nắm bắt. Giáp Dần luôn được mọi người kính trọng, nếu làm sếp thì sẽ khiến mọi người sợ sệt như cọp vậy. Họ có thể giúp gia đình tránh được nhiều nạn lớn với sự mạnh mẽ cùng sức sống sôi nổi lạc quan. Cuộc đời Giáp Dần sẽ khơi gợi những tình cảm trong lòng mọi người, khiến họ chẳng thể nào lạnh nhạt cô đơn. Nói tóm lại, người tuổi Giáp Dần đầy sức thu hút, sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Do sinh ra đã có tố chất không hề biết mệt mỏi và hơi lỗ mãn, nên thường hành động rất nhanh. Giáp Dần cũng là người đa nghi hay dao động, nên dễ đưa ra những quyết định vội vàng. Họ rất khó tin tưởng người khác và không bao giờ chịu để ấm ức giấu trong lòng. Đồng thời, Giáp Dần lại là một người thành thật, giàu tình cảm và khẳng khái. Hơn nữa, Giáp Dần còn có khiếu hài hước tuyệt vời. Đa phần tuổi Giáp Dần từ nhỏ đã không được may mắn về tình cảm. Cuộc sống sau hôn nhân của họ sẽ không được may mắn như những tuổi khác. Tuy nhiên, trong công việc cũng như sự nghiệp thì có nhiều điểm sáng và khá thành công. Bước sang tuổi trung niên có vận may về tài lộc, của cải tích chữ nhiều. Cuộc sống êm ấm, hạnh phúc về già, được hưởng phúc từ con cháu. Giáp Dần là mẫu người mạnh mẽ và phóng khoáng, cho nên những công việc ngoài xã hội sẽ rất thích hợp với họ. Tuy nhiên, họ lại rất biết cách chăm sóc người thân và dạy dỗ con cái. Vì vậy, đối với vấn đề gia đạo, Giáp Dần cũng có đạt được một số thành tựu đáng nể. Nam mệnh Giáp Dần xem tử vi thấy rằng, cuộc đời của Giáp Dần thường gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, giúp đỡ mỗi khi khó khăn hoạn nạn. Tuổi thơ dù không được sung sướng, đầy đủ như bao đứa trẻ khác,
nhưng cũng không phải chịu khó khăn vất vả. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp, Giáp Dần có mối quan hệ rộng rãi và được mọi người xung quanh yêu mến kính nể. Họ có thể dễ dàng đạt được thành công mà không phải trải qua những gian nan thử thách. Nữ mệnh Giáp Dần từ nhỏ đã không được may mắn về tình cảm. Cuộc sống sau hôn nhân của họ sẽ không được may mắn như những tuổi khác. Tuy nhiên, trong công việc cũng như sự nghiệp thì có nhiều điểm sáng và khá thành công. Bước sang tuổi trung niên có vận may về tài lộc, của cải tích chữ nhiều, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc về già, được hưởng phúc từ con cháu. Tuy lúc nhỏ phải chịu nhiều vất vả, nhưng lớn lên tình duyên lại khá tốt, có vận may về tài chính, cuối đời được hưởng phúc lộc. Tiếp theo chương trình sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, trong tháng 3 âm lịch 2024. Xem tử vi tháng 3 âm lịch, người tuổi Giáp Dần sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong công việc, khối lượng công việc nhiều và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đồng nghiệp. Vì thế mà cơ hội thăng tiến của bạn trong thời gian này vô cùng ít ỏi. Tuy nhiên, trái ngược với phương diện sự nghiệp thì vận trình tài lộc được khai sáng, nhiều may mắn bất ngờ đang chờ đón. Thu nhập chủ yếu đến từ nghề tay trái hay những việc ngoài luồng. Người làm ăn kinh doanh cũng có một tháng khởi sắc, do những áp lực và sức ép từ công việc ngày đêm phải suy nghĩ để công việc được tốt hơn đã ảnh hưởng tới suy nghĩ và giấc ngủ của bạn, vì thế ảnh hưởng không ít tới sức khỏe của bạn. Đường tình duyên cũng bất ổn, tổng thể đào hoa kém sắc, khó có thể đạt được nhân duyên như ý. Các cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng từ những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình, dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của sao chiếu mệnh và đoán định hung cát của tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, trong tháng 3 âm lịch cụ thể như sau. Xét về phương diện tình duyên, xem tử vi tháng 3 âm lịch, đường tình duyên của tuổi Giáp Dần trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch không có nhiều tín hiệu đáng mừng. Các cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn từ những chuyện không đáng nói. Điều này có thể do bức xúc dồn nén lâu ngày nhưng không được giải quyết mà ra. Bạn không có nhiều thời gian dành cho gia đình, nên mối quan hệ giữa các thành viên cũng có phần lạnh nhạt. Dù những điều bạn làm là muốn tốt cho đối phương, nhưng chưa chắc đã được đối phương chấp nhận. Hãy dành thêm thời gian để tâm sự, chia sẻ giúp mọi người có thể hiểu rõ thêm về suy nghĩ của bạn. Đừng áp đặt mong muốn của mình lên người khác, làm vậy chỉ khiến ta xích mích mà thôi. Ngoài ra, sau phi tinh tháng 3 âm lịch, quý bản mệnh nên đặt một bát nước sạch ở góc đông bắc trong nhà, nhớ thay nước hàng ngày. Điều này có thể giúp cải thiện phần nào vận trình tình cảm của bạn. Xét về phương diện sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Giáp Dần trong tháng 3 âm lịch không có gì đáng lo ngại cho lắm. Tuy nhiên, bạn cũng cần nhớ phải giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Đừng âu sầu, ủ rũ mà tự khiến cho mình mệt mỏi, căng thẳng. Đặc biệt, cũng đừng quá tham công tiếc việc mà ôn dồn mọi công việc khiến cho bản thân không còn thời gian cho việc ăn uống và thể dục thể thao. Những thói quen xấu đó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe về sau của mình. Hãy biết cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để có một cuộc sống cân đối. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp trong tháng 3 âm lịch. Trên phương diện sự nghiệp thì đây không phải là thời điểm thích hợp để bạn tiến hành những kế hoạch lớn lao của mình. Để có thể hoàn thành được những kế hoạch dự định thì chắc chắn bạn không thể thực hiện một mình được. Vì vậy, việc đầu tiên của bạn bây giờ là hãy tìm cách gắn kết lại mối quan hệ của mình với các đồng nghiệp trước. Bởi vì có thể một trong số họ sẽ giúp bạn dễ dàng hoàn thành mục tiêu nhanh hơn. Thời điểm này, dù làm bất cứ việc gì cũng cần phải thận trọng, chớ nên nóng vội, hấp tấp mà mắc phải sai lầm, tự mình đào hố chứ chưa cần tiểu nhân ra tay. Tuy nhiên, bên cạnh đó con giáp tuổi Giáp Dần lại bước sang một trang mới của sự nghiệp, cơ hội kinh doanh, việc làm sẽ được mở rộng hơn, đặc biệt là những người đang làm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Sẽ có những khách hàng chủ động liên hệ bạn để mua đất, mua nhà, nhờ đó mà quý tín chủ sẽ sớm có thể tích lũy được khối tài sản lớn gấp nhiều lần so với bây giờ. Những người đang làm công ăn lương cũng được hưởng phần may mắn đó khá nhiều, luôn nhận được những dự án mới, công việc mới. Thậm chí trong thời điểm này chính là thời điểm vàng để tăng thu nhập, lương thưởng của bạn. Xét về phương diện tài lộc, xem tử vi tuổi Giáp Dần trong tháng 3 âm lịch, con giáp này có thiên tài trợ mệnh nên đường tài lộc khá sáng. Tuy nhiên, đây là điểm báo tài lộc bất ngờ, dễ đến mà cũng dễ đi, cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng. Thu nhập trong thời điểm này phần nhiều đến từ nghề tay trái. Hãy cân đối sắp xếp thời gian hợp lý để không làm ảnh hưởng quá nhiều đến công việc chính của mình. Quý bản mệnh nên tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi vào cuối tuần để tăng thêm thu nhập, có nhiều cơ hội để bạn phát huy năng lực của mình. Song,
ngoài may mắn thì cũng cần phải chăm chỉ, kiên trì nữa, bởi lấy tiền của người khác vốn chẳng dễ dàng. Người làm kinh doanh cũng có một tháng tài lộc, giữa tháng mang theo những tia nắng ấm, xua tan những đám mây ảm đạm trong thời điểm này, Giáp Dần có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, lợi nhuận cũng tăng đáng kể, bù đắp những thiệt hại về kinh tế thời gian trước và bây giờ. Quý anh chị đang xem nội dung lộc về tới tấp, 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024, thầy tử vi nhận định tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, may mắn như hổ mọc thêm cánh, đổi đời ung dung tận hưởng. Tử vi 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch 2024. Thời điểm này tuổi Giáp Dần là người có cá tính mạnh mẽ kiên cường và không ngại đương đầu với mọi khó khăn thử thách, dù cho vấp ngã cũng chẳng sao cả. Bạn sẵn sàng đứng lên và tiếp tục đi về phía trước, nhưng việc bạn quá mạnh mẽ và không cần ai hỗ trợ thì cũng chưa hẳn là cách khôn ngoan đâu nhé. Vận trình tình cảm không như ý, phần lớn là do sự cố chấp, thiếu sự thấu hiểu của bạn mà thôi. Quý bản mệnh cứ cố làm những việc mà bản thân cho rằng mình đúng mà không cần biết những suy nghĩ trong lòng người khác là gì. Ngũ quỷ hung tinh gây hại cho sức khỏe của bạn, nhất là những người tuổi Giáp Dần bị bệnh khó ngủ, thức khuya quá nhiều. Quý bản mệnh cần thay đổi lại giờ giấc sinh hoạt cho khoa học hơn thì mới mong thay đổi tình hình. Bạn là con giáp thông minh, đỉnh ngộ, tài trí hơn người. Chính quan xuất hiện đầu tuần giúp cuộc sống của bạn gặp nhiều may mắn, công việc hanh thông. Thế nhưng, cũng đừng chủ quan khinh địch, vì cuối tuần dự báo là sẽ có rắc rối không hề nhỏ. Cho nên quý bản mệnh hãy cẩn trọng hơn về câu quyết, nỗ lực đang nhận được hồi báo xứng đáng, đạt nhiều bước tiến quan trọng. Quý nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, xanh lá cây, nâu, con số may mắn, 87, 55 và số 10. Tiếp theo đây chúng ta cùng đi vào chi tiết vận mệnh của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, theo tháng sinh âm lịch. Tuổi Giáp Dần sinh tháng 1 âm lịch, tháng Dần, tiết đầu xuân mọi thứ đổi mới, tuổi Giáp Dần có thể vùng vẫy tứ phương, danh vang bốn bể, gia vận hưng thịnh, cốt cách hiếm quý, ý chí kiên cường, được cả danh và lợi, không lụy ai, phú quý cát tường, con hiền cháu giỏi. Tuổi Giáp Dần sinh tháng 2 âm lịch, tháng Mão, tiết kinh chập chính là lúc xuất binh, tuổi Giáp Dần có đất dụng võ, có chí vén trời lật đất, dựng đại nghiệp, góp kỳ công có thể thống lĩnh mọi người, mưu lực trí tuệ. Tuổi Giáp Dần sinh tháng 3 âm lịch, tháng Thìn, tiết thanh minh, có ngày nở mày nở mặt, người này sẵn có uy quyền, mọi người kính trọng ngưỡng vọng, có thể xung thiên lập đại công, địa vị cao, nhà cửa thì có khí tượng, mới xong vẫn giữ được quy mô xưa kia của gia thế. Tuổi Giáp Dần sinh tháng 4 âm lịch, tháng Tỵ, tiếp lập hạ, trong trẻo ấm áp, vân du tứ hải, nhà cửa đông vui, cả cuộc đời chỉ mong gia đạo tốt tươi, là người có tướng làm quan, gia đình hòa mộc, anh em thân thiết, còn cái đỗ đạt hiền lương, ông bà vợ chồng sum vầy, nuôi kẻ dại thành người khôn, cả đời không phiền não, mọi việc thuận lợi. Tuổi Giáp Dần sinh tháng 5 âm lịch, tháng Ngọ, tiết mang trùng, có cơ hội để làm mình ăn. Người này vốn có thái độ tôn nghiêm tiến thoái tự do, văn võ kiêm toàn, đảm lược hơn người lập đại nghiệp tính tình đôn hậu, bản chất kiên cường, bất hòa với người, cứ phấn đấu tiến lên khắc có cơ hội thành công, khí thế quyền lực, bị người ta làm khó, tay trắng lập nghiệp phú quý thành công. Tuổi Giáp Dần sinh tháng 6 âm lịch, tháng Mùi, tiết tiểu thử, con giáp này trời sinh đặc tính uống nước không có nguồn, khát cháy cổ, chỗ nào cũng khó khăn khí lực có thừa, tài lực không đủ. Là nạn trời tạo, có hoài bão song khó toại nguyện, vất vả mất mát nhiều, tuy có tài năng song không đắc chí, hiệp nghĩa can trường ít ai bằng, cả đời thiếu cơ hội tốt. Tuổi Giáp Dần sinh tháng 7 âm lịch, tháng Thân, tiết lập thu, hổ mùa thu đặc biệt lợi hại, tính khí kiên cường, ý chí sắc bén, vất vả trèo non lội suối, dễ như trở bàn tay, nạn vào nơi nước sôi lửa bỏng, chẳng ngại ngần gì có thể khắc phục mọi khó khăn, mọi việc đều có khả năng thành công. Cuộc sống lúc trẻ có phần vất vả cô đơn, may mắn lớn được ổn định, có thể sống cuộc sống yên bình. Tuổi Giáp Dần sinh tháng 8 âm lịch, tháng Dậu, tiết Bạch Lộ, đây là người có tài nhìn xa trông rộng trước sau như một, hiểu đạt bốn bể, một tay giữ vững thiên hạ, được người nể phục, uy chấn mọi người, vạn sự như ý, là phúc trời ban, thông minh nhanh nhạy hoạt bát, văn chương kế thế, danh vang tứ phương. Tuổi Giáp Dần sinh tháng 9 âm lịch, tháng Tuất, tiết Hàn Lộ, thiếu tính tự lập, dựa dẫm vào người khác, mọi chuyện trắc trở, mong mà không toại,
biết trách ai có lực không xuất, sẽ ăn sạch cả núi. Công việc buông lơi, không gánh được trọng trách, bụng đầy kinh luân, sinh không gặp thời, chỉ mong bình an, ít mưu nghiệp lớn, chỉ trông đợi ở con cháu. Tuổi Giáp Dần sinh tháng 10 âm lịch, tháng Hợi, tiết lập đông, số xa nhà vất vả gian truân, mưu cầu khá suôn sẻ, có chí song một thân một mình khó giữ, là người thông minh, nhanh nhạy, hiền lành, nghĩa khí ôn hòa, thuận thời nghe mệnh, ai thành công khắc có ngày mãn nguyện. Tuổi Giáp Dần sinh tháng 11 âm lịch, tháng Tý, tiết đại tuyết, con giáp này hay bị tiểu nhân hãm hại, nơi nơi đều là địch, xuất hành gian nan, ưu sầu không thôi, có số sát thương bệnh tật, hình phạt đoàn mệnh, gia vận phức tạp trắc trở gập ghềnh, tai họa bất ngờ, hiểm nguy chờ sẵn phải luôn cẩn thận. Tuổi Giáp Dần sinh tháng 12 âm lịch, tháng Sửu, tiết tiểu hàn, cuộc đời con giáp này thường gặp rất nhiều may rủi, lo âu dồn dập, lành ít giữ nhiều, gặp kẻ ám hại, có tránh cũng không được, kế ăn kế mặc không đều, để phòng họa sát thân, rơi vào hoàn cảnh khổ sở, mọi việc khó thành, hành động không suôn sẻ, đành an phận thủ thường, tránh ra ngoài thận trọng cũng là điều may vậy. Quý vị thân mến, ở mỗi độ tuổi khác nhau chúng ta đều có những sứ mệnh riêng, trong cuộc sống, những suy nghĩ, trạng thái tâm lý cũng dần thay đổi theo thời gian, và nếu như tuổi Giáp Dần muốn buông bỏ những chuyện đã qua, để có một cuộc sống thịnh vượng, bình an trong 5 năm tới, nhất định phải làm hai điều sau đây, mở lòng khoan thứ, bao dung. Thứ nhất, bạn nhất định phải mở lòng khoan thứ, bao dung và thương chúng sanh. Cả đời chúng ta đã hao phí biết bao nhiêu thời gian vào việc quấy nhiễu, làm tổn thương, hủy báng và phê bình người khác. Chúng ta đã đi quá xa và không kịp bình tĩnh lại để hiểu mình xem mình có lỗi lầm gì hay không. Chúng ta mỗi ngày mở mắt ra là toàn thấy lỗi lầm và sai trái của người khác. Mỗi lần mở miệng là toàn nói lỗi lầm của người khác. Con người là loài vĩnh viễn chịu phiền não. Từ sáng đến tối đều phiền não. Đến già chết vẫn không giác ngộ được. Muốn có cuộc sống hạnh phúc, nhất định bạn phải mở lòng khoan thứ, bao dung, thương chúng sanh. Các bạn không phải là thánh nhân. Trong tâm bạn nhất định có sự phẫn nộ, giận hờn người khác, rất chán ghét, ganh tị người khác, đúng không? Trong các bạn, ai là người từ trước đến nay không có những tính khí như vậy? Không có ai. Mọi người ai nấy đều có những tính tình như vậy. Hiện tại tôi đang nói với mọi người rằng làm thế nào để sống những ngày an lạc, hạnh phúc. Câu trả lời là cần phải thương yêu và khoan thứ cho mọi người, mọi chúng sanh. Không cần phải xem khuyết điểm của người khác, chỉ nên xem bản thân mình có khuyết điểm hay không. Tôi xin nêu một ví dụ như thế này. Cùng làm việc chung một công ty, năng lực của người ta so với tôi hơn hẳn. Thế là tôi sanh tâm đố kỵ, ganh tị anh ta. Trong lòng tôi rất bất mãn. Các bạn xem, nếu như vậy là người kia khổ hay tôi khổ? Bạn ganh ghét người ta, hận người ta lại không biết, chỉ mình bạn chuốc lấy phiền muộn. Rồi sau đó, có một ngày bạn thật sự chịu đựng không nổi. Đối với người bạn ghét, bạn nói, tôi hận anh có biết không? Người kia trả lời, tôi đâu có biết, tôi có biết gì đâu. Người như thế không phải là rất đáng thương sao? Trên thế gian này chỉ có lòng từ bi mới có khả năng làm vơi đi những nỗi khổ niềm đau. Các bạn nhất định phải hy xả, cần phải mở lòng khoan thứ, bao dung, thương yêu mọi người, mọi chúng sanh, thương yêu và tha thứ mọi người. Bạn sẽ sống những ngày rất hạnh phúc. Tối hôm nay các bạn đến đây nghe tôi nói bài pháp thoại này, giống như nắm được 20 vạn đô la tân gia ba, trở về nhà ngủ rất ngon giấc. Bạn có thể nói, trước đây tôi rất hận anh, hôm nay nghe thầy giảng, tôi không còn hận anh nữa, coi như đời trước nợ anh hãy cầm lấy mà dùng. Trong Lục Tổ Đàn Kinh nói, người ta thì thị phi, hơn thua, còn ta thì không. Đó chính là lời của Lục Tổ Huệ Năng dạy cho chúng ta, người ta mang nhiều thị phi, hơn thua quá. Chúng ta thì không nên có thị phi, hơn thua, chúng ta cần phải thực hiện nguyên tắc này, khoan thứ, bao dung với mọi người, mọi chúng sanh. Đây là điều căn bản trước tiên của người học Phật, có như vậy bạn mới không bị khổ đau, phiền não. Kỳ thật, chúng ta không phải vì chúng sanh mà thương yêu chúng sanh, mà là vì chính bản thân mình, vì muốn làm cho tâm hồn chúng ta hưởng thụ được một phần an tịnh, vắng lặng trong nội tại, để được tươi mát, an lạc, hạnh phúc tự tại. Bởi vậy, bạn nhất định phải mở lòng bao dung, thương yêu và tha thứ chúng sanh. Khi đó, trí tuệ của chúng ta sẽ bừng sáng, tâm địa cũng từ đó rộng lớn, bao la, thay đổi, chuyển hóa chính mình. Thứ hai, chuyển hóa chính mình, thay đổi tính hiếu thắng, muốn hơn người khác. Đức Phật dạy, chiến thắng 100 vạn đại quân không phải là người chiến thắng vĩ đại, chiến thắng chính mình mới là người chiến thắng vĩ đại. Nói một cách đơn giản, việc làm cần thiết nhất của người học Phật là phải thay đổi, chuyển hóa chính mình, học hiểu Phật Pháp rồi. Chúng ta sẽ thay đổi được bản thân. Tôi luôn quan niệm,
Nếu hôm nay các bạn không đến đây, tôi sẽ tìm niềm vui trong chính mình, bởi vì cuộc sống của tôi luôn trôi chảy. Nếu chuyển hóa bạn không được, tôi chuyển hóa chính mình. Vì vậy, mỗi lần giảng kinh tôi đều nói đi nói lại là chỉ vì muốn chuyển hóa bản thân chúng ta, nhanh chóng dừng lại những việc tranh chấp, hơn thua để tiến đến cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Mỗi ngày, chúng ta mở miệng ra đều tạo nghiệp, đều nói toàn những điều thị phi, toàn tung ra những lời bịa đặt vì mục đích bảo vệ danh dự và quyền lợi của mình, hoặc chỉ để giải trí, câu like, bất kể những điều hư vọng, bạn mặc tình chia sẻ để hại người, thương tổn chúng sanh, gây hoang mang dư luận. Các bạn hãy kiểm nghiệm lại lương tâm, từ nhỏ đến lớn có phải đã từng vì báo thù, vì tham một chút tiện nghi, hoặc là vì một chút danh lợi mà nói dối, bôi nhọ người khác, làm thương tổn người khác. Vì vậy, điều mà tôi muốn trình bày với các bạn là, làm thế nào để có được cuộc sống hạnh phúc? Bạn không nên nghe thị phi, tai của chúng ta như một đóa hoa là nên để nghe Phật Pháp, mà không nên dùng để nghe những điều thị phi. Bởi vì thị và phi là cặp phạm chủ đối lập, tương đối, nghe từ một phía thì không chính xác. Từ người này nghe những lời nói ngon ngọt, êm tai, rồi dùng ý thức chủ quan hiểu lệch lạc sự thật đi thóa mạ, nói xấu người khác. Tất cả những lời nói độc ác nào cũng đều tuôn ra. Vì vậy, nếu chúng ta không có trí tuệ, chỉ nghe từ một phía, thì bạn sẽ bị người ta che đậy, lừa dối, không thấy được chân tướng của sự thật. Không những mình nghe không được chính xác mà còn truyền bá những điều sai trái, ngộ nhận cho nhiều người khác nữa. Không nghe, không nói và không tuyên truyền thị phi, nghe những điều thị phi đối với chúng ta đã là điều không tốt rồi, mà nói những lời thị phi đối với chúng ta cũng chẳng có lợi ích gì, còn tuyên truyền cho người khác là việc làm ác, đối với chúng ta cũng không có gì là tốt cả. Người đời ai cũng muốn ẩn ác dương thiện, huống nữa là một người học Phật muốn liễu sanh thoát tử, muốn thành Phật, muốn thành thánh hiền, mà mỗi ngày toàn tuyên truyền những điều thị phi, bạn nói thử xem, họ có thành Phật được không? Họ sẽ thành ma. Phật và ma phát âm theo tiếng Đài Loan rất giống nhau, thành Phật thành ma không phân biệt bao nhiêu, nghe kỹ thì chỉ khác biệt một chút mà thôi. Vì vậy nên nói rằng, ba điều căn bản tu hành là không nghe thị phi, không nói thị phi, không tuyên truyền thị phi. Hy vọng tất cả chúng ta nhất định ghi nhớ, tóm lại, thị phi không giúp ích gì cho chúng ta tu hành. Bạn không cần phải can thiệp vào chuyện xấu tốt của người khác, chỉ cần quan tâm đến những chuyện xấu tốt của chính bản thân mình có hay không. Đó mới là điều quan trọng nhất. Bạn tâm chăm sóc bản thân mình cho tốt, nhún nhường bản thân mình một chút, là một ngày mình sống được hạnh phúc một chút. Vì sao suốt ngày chỉ xem vào chuyện của người khác kia chứ? Giả sử tôi không quan tâm đến bạn, tôi không xem vào chuyện của bạn, nhưng tôi dùng sức cảm hóa, tôi xem có độ bạn được thì độ, độ không được bạn thì tôi trở lại độ chính bản thân tôi trước. Không nên vì khuyết điểm của người khác mà ảnh hưởng đến tâm hồn của bạn. Chúng ta vốn có thể sống một cuộc sống rất hạnh phúc, rất tự tại, thảnh thơi. Nhưng vì chúng ta quan tâm thái quá đến những chuyện xấu tốt, những thiện ác, thị phi, cao thấp của người, cho nên đánh mất chính mình. Người xưa có nói, bụi hồng đáng lý ở trong núi, vì sao gió bụi lại có thể nhiễm người, tại người quấy nhiễu gió bụi đó thôi. Chúng ta đều là người dại khở, đi nắm lấy cái khách trần phiền não bên ngoài, làm nhiễm ô cái tự tánh thanh tịnh, an vui của chính ta. Người ta chẳng ai thèm nhớ nghĩ đến nội tâm của mình, chỉ toàn nhớ nghĩ đến ngoại cảnh, nhớ đến thị phi, để cho tâm hồn mình bị nhiễu loạn. Vì vậy, điều quan trọng nhất của người học Phật là học thế nào để giữ gìn cho được cái bảo vật tràn đầy an vui, từ bi, không chướng ngại, như bất động của tâm hồn mình, cũng giống như núi xanh không chuyển động, mây trắng mặc đến đi. Hết thảy mọi sự việc nhân duyên trước mắt đều có thể quán chiếu các pháp như huyễn như hóa, như mây khói qua mắt, không khởi tâm, không động niệm, giữ gìn tâm hồn an tĩnh thành một khối như bất động, để tận hưởng niềm hỷ lạc vô biên trong tận suối nguồn tâm linh. Hãy nhớ, đối với bản thân mình hãy từ bi một chút, phải vui vẻ với chính mình một chút, không việc gì phải bận tâm nghĩ ngợi lung tung, không cần phải tìm phiền não, đó là điều quan trọng nhất. Trong cuộc sống lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh, vui vẻ tràn đầy, đó mới là hưởng thụ cuộc sống, tự nhiên có thể sống rất an lạc, hạnh phúc tại đây và bây giờ. Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quan về vận trình công danh, sự nghiệp của mình trong thời gian sắp tới. Từ đó quý anh chị có thể lên kế hoạch, hướng đi đúng đắn hơn. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần tư vấn vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách comment dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an.